Thưa quý vị, 10 tháng đầu năm 2023, nhờ các biện pháp kích cầu tiêu dùng như khuyến mại giảm 2% thuế giá trị gia tăng VAT, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng toàn thành phố tăng hơn 19% so với cùng kỳ. Sức mua hồi phục cùng nhiều chính sách kích cầu được triển khai, thị trường trong nước được kỳ vọng là đòn bẩy hỗ trợ tích cực cho tăng trưởng của nền kinh tế. Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp bán lẻ và hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại đã tung ra các chương trình khuyến mại giảm giá, qua đó tăng các cơ hội trải nghiệm mua sắm tới người tiêu dùng. Việc mà các nhãn hàng, các thương hiệu họ bắt đầu sale lớn, ưu đãi lớn vào những dịp cuối năm thì rất là phù hợp với nhu cầu của tiêu dùng hiện nay. Vì người ta sẽ hướng đến việc là mua sắm tiết kiệm hơn, tức là mua một sản phẩm nhưng với giá ưu đãi tốt hơn, có những chính sách khuyến mại hậu mãi như giá bình thường. Thì việc này sẽ giúp họ là thứ nhất là trong thời điểm cuối năm là càng sắm sửa nhiều thứ. Thì em nghĩ là như vậy nó rất là phù hợp và đánh vào đúng vào tâm lý người tiêu dùng trong thời điểm hiện tại. Các chương trình khuyến mại năm nay kéo dài hơn và tập trung vào từng loại hàng hóa theo chủ đề từng tháng, thậm chí là từng tuần. Có các chương trình khuyến mại linh động, tức là vẫn như cái mọi năm, các chương trình khuyến mại vẫn linh động như mọi năm. Nhưng tuy nhiên thì là vẫn có một số mặt hàng, ví dụ như là chương trình Black Friday, và những cái chương trình giá sốc giảm nhiều vào những ngày cuối tuần, thứ bảy chủ nhật vẫn có các chương trình đó để tăng sức mua của khách hàng, thu hút khách hàng nhiều hơn. Từ nay đến cuối năm, ngành công thương tiếp tục đẩy mạnh các chương trình kích cầu gắn với bình ổn thị trường phục vụ cho Tết Nguyên đán 2024, tổ chức kích cầu gắn với quảng bá sản phẩm địa phương, kết hợp cùng chương trình khuyến mãi tập trung quốc gia 2023 kéo dài từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Thông qua chương trình, các doanh nghiệp sẽ chủ động thực hiện nhiều hoạt động khuyến mại với nội dung đa dạng, hấp dẫn để người tiêu dùng mua sắm được những sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp. Và hy vọng rằng là 4 tháng cao vụ này là cơ hội để các doanh nghiệp có những cái mức doanh thu nó kỳ vọng hơn. Nhưng không có nghĩa rằng là chúng ta không có những cái sự thay đổi. Bởi vì đối với người tiêu dùng bây giờ, người ta đầu tiên người ta phải chọn lọc lắm. Người ta mua sắm cái gì người ta phải chọn lọc. Chẳng hạn như là một cái sản phẩm chất lượng hơn, lâu hư hỏng hơn. Và đặc biệt là người ta phải có cái mong muốn được tiết kiệm. Đối với các doanh nghiệp thì chúng ta bây giờ làm sao là đáp ứng được những cái tâm lý tiêu dùng khách hàng bằng những chương trình khuyến mãi nó thiết thực hơn. Cộng đồng hiểu, nhận thức được cái ý nghĩa của mua sắm online, sau đó là cái việc mà họ có cơ hội để họ thử trải nghiệm, và từ bước trải nghiệm họ mới thấy thích, họ yêu hay là họ mới gắn bó lâu dài. Chúng ta thấy một câu chuyện điển hình là qua năm 2 năm đại dịch thì cái tỷ lệ người mua sắm trực tuyến tăng rất cao. Rồi là cái chương trình này nó cũng sẽ giúp các doanh nghiệp có cơ hội để học hỏi, tiếp cận, hợp tác kinh doanh với những cái đơn vị cung cấp giải pháp xúc tiến trên môi trường trực tuyến. Theo các chuyên gia kinh tế, thị trường bán lẻ Việt Nam ngày càng sôi động với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn và các hộ kinh doanh. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng ngành bán lẻ cũng đã đón nhận nhiều thông tin hỗ trợ tích cực đến từ các chính sách vĩ mô như tiếp tục chính sách giảm thuế VAT 2%, các chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa là một trong những giải pháp để lĩnh vực này trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế.